Cô ấy là tù nhân kỳ lạ nhất nhà tù nữ. Người khác ăn rồi chờ chết, nhưng cô ấy suốt ngày rèn luyện cơ thể. Người khác hóng gió thư giãn, cô ấy suốt ngày rèn luyện cơ thể. Lúc làm việc, cô nhân cơ hội luyện lực cánh tay, ngay cả trời mưa cũng kiên trì chạy bộ 15 vòng. Sở dĩ cô ấy liều mạng như thế, không phải là để vượt ngục, mà là bởi vì trong lòng cô ấy ẩn chứa một ngọn lửa báo thù. Vài tháng trước, chồng cô gái mất tích ly kỳ, chỉ để lại một khoản bảo hiểm lớn. Vì là người được thụ hưởng, nên cô ấy bị phán tội giết chồng để hưởng bảo hiểm, bị tống vào tù. Mà tất cả, thực ra là chồng và cô bạn thân hợp tác hãm hại cô ấy. Hai người thay tên đổi họ, đến một thành phố khác chung sống vui vẻ, thậm chí còn không cho con trai cô gái đi thăm tù. Cặp nam nữ ác độc này tưởng rằng cô gái sẽ phải ngồi tù mọt công, nhưng không ngờ rằng 6 năm sau, bởi vì có biểu hiện tốt, cô nhận được một cơ hội nghỉ phép ra tù. Trước khi đi, một bạn tù từng làm luật sư nói với cô ấy, dù sao cô cũng đã bị phán tội giết chồng rồi, bây giờ cho dù cô thực sự giết chết hắn thì cảnh sát cũng hết cách với cô. Câu nói này đã khiến cô gái thức tỉnh. Sau khi ra tù, cô điên cuồng tìm kiếm tung tích của chồng và bạn thân. Hai người đã bốc hơi từ lâu, nhưng có một số dữ liệu không thể nào xóa được. Bạn thân từng làm giáo viên, trên trang web chính thức nhất định có thông tin của cô ta. Nhưng cô gái vừa tìm kiếm thì liền gây ra, có hơn 1.000 giáo viên cùng tên với bạn thân, dùng cách ngu ngốc đi kiểm tra từng người, chắc chắn là không ổn. Cô ấy không còn nhiều thời gian như thế, thế là cô gái lẻn vào trường học mà bạn thân từng công tác. Sau một hồi lục lọi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được hồ sơ của cô ta. Chỉ có điều cảnh sát cũng đã tới, cô gái lập tức bỏ chạy, dựa vào thân thủ rèn luyện trong tù, một mạch bãi nhảy, vượt rào sắt, cảnh sát cũng không chạy nhanh bằng cô ấy. Nhưng tiếc là bọn họ người đông, cuối cùng vẫn tóm được cô gái, mặc kệ cô khổ sở cầu xin, cưỡng chế bắt cô về. Cô gái vẫn chưa báo thù, thì làm sao can tâm chứ? Ngày hôm sau, trên đường áp giải về tù, cô liên tục nói với cảnh sát mình bị oan uổng. Nói tới khi cảnh sát cảm thấy phiền muộn, anh ta mới chịu dừng lại, còng cô gái vào tay nắm cửa, rồi đi uống cà phê. Nhưng anh ta quên một điểm chí mạng, chìa khóa vẫn chưa rút. Lúc cảnh sát đang uống cà phê, cô gái đã tìm được cách thoát thân rồi. Chiếc còng tay này làm sao mở được ra? Cô ấy nhìn về phía ống nước phía sau. Có rồi, lùi xe trước, rồi đạp mạnh chân ga. Còng tay và ống nước ma sát tạo ra lửa, nhưng vẫn không bị đứt. Cô gái lặp đi lặp lại hành động lùi xe. Khi sắp khiến còng tay đứt ra, thì lúc này cảnh sát áp giải cô ấy đã phát hiện. Anh ta lao vào trong xe, liều mạng ngăn cản cô ấy. Đã làm thì làm cho tới cùng, cô gái trực tiếp lái xe xuống biển. Bất đắc dĩ cảnh sát đành phải tháo còng tay cho cô ấy thoát thân. Cô gái nhân cơ hội lấy súng của anh ta rồi bơi lên mặt biển. Cảnh sát đi lại bắt cô ấy, nhưng lại bị cô dùng súng đánh ngất. Sau đó cảnh sát được cứu hộ cứu lên bờ, còn cô gái thì thuận lợi trốn thoát. Cô một mạch chạy về quê tìm mẹ. Nhìn con gái vượt ngục đi tới, người mẹ không nói gì cả, mà chỉ rút số tiền tích góp nhiều năm của mình ra. Bà ấy tin con gái vô điều kiện, đem theo món tiền này, cô gái tiếp tục bước lên con đường báo thù. Đầu tiên, cô muốn lôi cổ chồng và bạn thân ra. Chỉ thấy cô ấy tới một tiệm 4 giây, giả vờ muốn mua xe. Cô ấy nói với nhân viên, anh có thể kiểm tra ghi chép tín dụng của tôi, xem tôi có mua nổi không? Được, xin hãy cho biết số thẻ bảo hiểm xã hội của cô. Sau đó, cô gái đọc mã thẻ bảo hiểm xã hội của bạn thân, là cô ấy đã lấy được từ hồ sơ ở trường học. Nhân viên dựa theo mã số này lấy được tư liệu của bạn thân, rồi tiến hành đối chiếu với cô gái. Và thế là sau một vài thao tác, cô gái thành công moi được tất cả thông tin của bạn thân. Cô lập tức đi qua đó. Khi thủ sắp được báo, ai ngờ hàng xóm nói với cô ấy, người bạn thân đã chết từ 4 năm trước. Nguyên nhân là rò rỉ khí ga. Cô gái ngây người ra. Vậy người chồng thì sao? Cô gái bắt đầu lật lại bài báo đưa tin năm đó, với mong muốn sẽ tìm được manh mối có ích. Cuối cùng, trong một tấm ảnh, cô phát hiện bức tranh phía sau bạn thân đến từ triển lãm tranh mà người chồng thích nhất. Đây chắc chắn là người chồng mua về. Nói như thế thì có lẽ triển lãm tranh có lưu thông tin của người chồng. Nghĩ tới đây, cô gái lập tức đi qua đó, lén lút điều tra địa chỉ của chồng. Ai ngờ, cô ấy vừa rời đi thì cảnh sát liền đi tới. Thì ra, khi đi sâu vào điều tra, cảnh sát bắt đầu tin năm đó cô gái bị oan, cho nên đi tìm kiếm chứng cứ khắp nơi, giúp cô gái lật lại vụ án. Nhưng cô gái không hề tin cảnh sát, vừa nhìn thấy anh ta, cô liền phóng xe rời đi. Cô phải dựa vào chính mình để báo thù. Từ đó, cô mặc bộ lễ phục lộng lẫy, đi tới bữa tiệc mà người chồng tổ chức. Người chồng bây giờ vô cùng hào nhoáng, không ai biết rằng hắn nhờ vào việc hãm hại vợ nên mới phát tài. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái, người chồng lập tức ngây ra. Hắn không ngờ rằng cô gái vốn đang ở tù vậy mà lại có mặt ở đây. Hắn cầu xin cô đừng làm lớn chuyện, sau đó giả tạo nói rằng năm đó là bạn thân cô dụ dỗ hắn trước, cho nên anh đã giết cậu ấy. Cô gái đã nhìn thấu sự ác độc của hắn, không chịu tin lời của hắn nữa. Cái chết của bạn thân chắc chắn không phải chuyện ngoài ý muốn, bởi vì người chồng dựa vào đó sẽ lại nhận được một món tiền bồi thường khổng lồ. Cô gái nói với chồng, không muốn tôi vạch trần anh cũng được, chỉ cần để tôi gặp con trai. Chưa đợi người chồng trả lời, cô ấy đã rời đi rồi. Ngày hôm sau, cô gái gọi điện cho chồng từ bốt công cộng, bảo hắn ta dẫn theo con trai gặp mặt ở bãi mộ công cộng, bởi vì nơi này đang tổ chức tang lễ, có rất nhiều người. Cô ấy biết, chắc chắn người chồng không dám giở trò. Rất nhanh chóng, hai người gặp nhau ở bãi mộ, mà cô gái cũng gặp được con trai mà cô hàng mong nhớ như nguyện vọng. Cậu bé đứng ở phía xa, cô gái vừa bước tới cậu bé liền chạy mất. Cô gái đuổi theo mặc kệ tất cả, ai ngờ đây chính là quỷ kế của người chồng. Người con trai này chỉ là diễn viên được hắn thuê. Hắn đột nhiên xuất hiện từ phía sau cô gái, rồi đánh cô ấy ngất đi. Sau đó, gã đàn ông biến thái này không ngờ lại muốn khiến vợ mình bị nghẹt chết trong quan tài.
Vừa tỉnh lại, cô ấy phát hiện mình ở trong một cỗ quan tài, xung quanh đều bị đóng chặt, dùng đèn bật chiếu sáng, bên cạnh còn có một cỗ thi thể. Cô gái sợ hãi run rẩy, nhưng dù cô có kêu cứu như thế nào, cũng chẳng có ai nghe thấy. Bình tĩnh lại, cô nhớ tới khẩu súng đem theo bên người, cho tay vào túi, may là vẫn còn. Cô bắn vào vách quan tài một phát, thêm một phát nữa, cuối cùng cũng mở được nắp quan tài, sau đó phá cửa sổ đi ra ngoài. Cô ấy đi trên đường lớn với bộ dạng sọc sạch, khuôn mặt kiên định cho tới khi cảnh sát đột nhiên tìm thấy cô lập tức trở nên yếu đuối, bắt đầu khóc lớn. Không một ai biết rằng cô vừa phải trải qua chuyện gì, liệu có ai tin rằng người chồng ác độc của cô không ngờ lại nhốt cô vào quan tài để ngày chết. Khoảnh khắc này, cảnh sát lựa chọn tin cô gái. Từ đó, anh ta liền đi tìm chồng cô gái, vạch trần âm mưu hắn hại chết vợ. Chuyện tới nước này, người đàn ông vẫn rất điềm tĩnh, hứa rằng sẽ cho cảnh sát $1,000,000 để bịt miệng. Cảnh sát giả vờ nhận hối lộ, rồi lại tiếp tục hỏi hắn, vậy vợ anh xử lý như thế nào? Người đàn ông đắc ý nói rằng, cô ta đã chết, tôi bảo đảm. Hắn nói một cách thản nhiên, không hề có một chút thương xót nào, cho dù đó là vợ của hắn. Đúng lúc này, cô gái bước vào, dùng súng bắn chết con thú đội lốt người này luôn sao? Không, thế thì dễ dàng cho hắn quá. Trước khi tới đây, cô gái đã báo cảnh sát rồi. Trước kia hắn từng hại cô biến thành hung thủ giết chồng, vậy thì bây giờ, cô sẽ hại hắn trở thành hung thủ giết vợ. Chứng cứ chính là đoạn ghi âm với cảnh sát vừa rồi. Vậy ông đập lưng ông, cuối cùng cô gái cũng báo được thù, còn người đàn ông sẽ phải ngồi tù mọt gông. Hắn hoàn toàn hoảng loạn, giơ súng bắn trúng cảnh sát, sau đó đi tới, chĩa thẳng súng vào cô gái. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Và thời khắc then chốt, cảnh sát lao về phía hắn. Sau một hồi ẩu đả, cảnh sát bị thương không thể đứng dậy nổi nữa. Người đàn ông đang định bồi thêm phát súng thì bị cô gái bắn trúng, tiếp đó lại là một phát, triệt để kết liễu mạng sống của kẻ cầm thú này. Tất cả đều kết thúc rồi, nỗi oan của cô gái được rửa, và lại bởi vì phòng vệ chính đáng, cô được thả tự do không phải ngồi tù. Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể đi gặp con trai rồi. Đằng đẵng 6 năm, điều khiến cô gái gắng gượng tới bây giờ, thay vì nói là thù hận, thì đúng hơn là nỗi nhớ của một người mẹ dành cho con trai. Cô gái đi tới trường học của con trai, cho dù xa cách 6 năm, cô vẫn nhận ra con trai. Cô gọi tên con trai, Maji. Maji, từ ngờ vực cho tới kiên định, cậu bé chậm chậm đi về phía mẹ. Mẹ hỏi cậu còn nhớ mẹ không? Cậu gật đầu, sau đó chàng trai ngày đêm mong nhớ mẹ này, đã rơi nước mắt. Mẹ ôm chặt lấy cậu, hai mẹ con cuối cùng cũng được đoàn tụ. Từ đó, sẽ không còn bất kỳ ai có thể chia tách bọn họ. Người mẹ kiên trì này đã giành lại được tự do và trong sạch cho chính mình. Càng quan trọng hơn là, cô ấy đã giành lại chính nghĩa cho thế giới này, cho dù có hơi muộn một chút.